35 thành lập thị trấn Vũ Thư đã thành công tốt đẹp. Thay mặt cho Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị trấn, ban tổ chức lễ kỷ niệm 35 thành lập thị trấn Vũ Thư xin được trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí lãnh đạo huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện, các đồng chí nguyên là lãnh đạo chủ chốt của huyện, của thị trấn qua các thời kỳ, các đồng chí thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, công ty, doanh nghiệp, trường học, các xã, các thị trấn bàn, các vị đại biểu khách quý và toàn thể nhân dân đã dành thời gian về dự, chỉ đạo và phát biểu ý kiến về chia vui với Đảng bộ và nhân dân thị trấn Vũ Thư. Xin được cảm ơn các cơ quan báo đài, phát thanh truyền hình tỉnh huyện đã về dự và đưa tin cho lễ kỷ niệm. Xin cảm ơn các bộ phận phục vụ, xin cảm ơn đạo diễn nhạc công, các nam nữ diễn viên đã mang đến chương trình văn nghệ đặc sắc. Cảm ơn công ty tổ chức sự kiện Minh Tiến đã góp phần vào thành công của buổi lễ. Một lần nữa, thay mặt ban tổ chức xin được trân trọng cảm ơn và kính chúc sức khỏe các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể nhân dân.